Bây giờ chúng có thể nổ súng giết chết anh. Đại nghĩa diệt thân, giết chết anh ruột, chú liền có thể trở thành anh hùng. Toàn thành phố, toàn tỉnh, toàn đất nước. Sau đó không cần làm phó cục trưởng kia nữa, trực tiếp đến sở công an làm phó thị trưởng. Rất tốt. Anh từng nói với chú, đem sao trên vai của chú đeo về. Đây cũng tính là thực hiện lời hứa rồi. Anh chuột mạng của anh đổi cho chú cái mũ ô sa. Anh đáng chết. Anh sai rồi. Những chuyện này không phải là em muốn. Chú muốn cái gì? Em là một cảnh sát nhân dân. Em có thể làm chính là đòi lại công bằng cho những người chết oan, cho dù hung thủ là ai. Công bằng. Anh nói công bằng. Anh nói công bằng nhất. Năm đó trong mọi chết mấy chục người, mỗi nhà anh đạt 10 vạn. Mà anh dùng mấy chục mạng tiền này đổi lấy phồn hoa cho thành phố Kim Xuyên hôm nay. Chú nói có công bằng không? Anh biết anh không chạy được, vì vậy hôm nay anh gọi chú đến chính là muốn nói rõ với chú, quỹ tập đoàn và chúng rồi có bao nhiêu người sẽ mất đi nhà, có bao nhiêu người sẽ mất đi công việc, có bao nhiêu người có phải trả nợ ngân hàng, nợ cổ đông, có bao nhiêu người gia đình tan nát. Sai chính là sai, đúng chính là đúng. Sai vĩnh viễn không đổi thành đúng được. Anh cũng vĩnh viễn không thể hiểu đạo lý này. Mấy chục người năm đó anh cũng muốn cứu, nhưng anh không cứu được. Đức chú nhìn thấy Trác Kiệt, chắc cậu ta vẫn còn sống nhỉ? Vì sao chú không cứu? Người bị nước biển chìm chết là quá trình đau khổ mà lâu dài. Từ lúc cậu ta bị sặc ngụm nước đầu tiên đến hoàn toàn mất đi ý thức, vừa đúng 3 phút. Mà 3 phút này đủ để mọi người hồi tưởng lại một đời của họ. Anh nghĩ lúc này Trác Kiệt đang hồi tưởng, cậu ấy có hối hận bản thân là một cảnh sát không? Cậu ấy có hối hận theo một sư phụ như chú không? Vào lúc cậu ấy đang khổ nhất, không có sư phụ giúp đỡ nhất, cậu ta đối mặt là một người sư phụ bất lực. Anh sẽ phổ cập một kiến thức lạnh cho chú. Người chết sặc nước biển, người sẽ đau, hơn nữa sẽ rất đau. Muốn chết sẽ càng tiện nghi cho chú.